Hello, mình chào tất cả quý vị khán giả nha. Thì hôm nay là ngày 3 tháng 4 năm 2022 nha. Thì hiện tại thì mình đang đứng ở trên cầu Mỹ Thuận hướng về cầu Mỹ Thuận 2, hiện tại đang xây nha. Thì phía trước mặt mọi người đây đó là phía bên bờ Tân Hòa của thành phố Vĩnh Long. Thì hôm nay thì mình cũng cập nhật cái tình hình cầu Mỹ Thuận 2 ở đây như thế nào cho mọi người được biết ha. Thì mình thấy là đang xây cái trục chính dây quăng nè, cái nhịp chính giữa sông và sau này là bắt dây quăng ở đây nè. Thì mình thấy là đã xây rất là mau ha. Đây, mọi người xem cận cảnh luôn nha. Này, đã xây lên lúc trước là mình thấy là chỉ thấp ở dưới thôi, cái chỗ mà trắng trắng ở dưới nè, mình thấp ở dưới thôi. Nhưng hôm nay là xây lên rất là cao rồi. Thì cái chỗ mà xanh xanh thì mình thấy là đã 4 tầng, 5 tầng luôn rồi. Đó, xây lên cao lắm rồi. Sau này đây là cái chỗ mà để bắt dây văng nè, giống như ở cầu Mỹ Thuận 1 hiện tại ha. Dây văng là như thế nào thì mời tất cả quý khán giả cùng xem đây. Đó là cái chỗ mà dây văng ha. Đây, cái cổng dây văng ở đây là rất là to ha. Thì đây là cầu Mỹ Thuận 1 hiện tại khánh thành vào năm 2000, thì đến hôm nay thì đã 22 hơn 20 năm rồi, 20 mấy năm rồi. Thì đây là cái cầu dây văng đầu tiên ở đồng bằng sông Cửu Long là có kết thiết kế là kết cấu bằng dây văng ha. Đấy, nhưng mà vào buổi tối thì cầu này bắt rất là đẹp, nhưng mà mình thấy là hơi tối, không giống như là cầu Cần Thơ, cầu Cao Lãnh, cầu Vàm Cống đâu đó mọi người, nhưng mà mình thấy là cũng rất là đẹp. Nhưng hy vọng là sau này là cầu Mỹ Thuận 2 là sẽ hoàn thành, sẽ có đèn led này ha, sẽ có thiết kế đèn sẽ đẹp hơn cầu Mỹ Thuận 1 hiện tại. Nhưng mà hôm nay là ngày 3 tháng 4 năm 2022 thì cũng đi ngang đây nên là quay cho mọi người xem về cái tình hình xây dựng thi công cầu Mỹ Thuận 2 ở hai bên bờ Tiền Giang và Vĩnh Long như thế nào ha. Đây, phía bên bờ Vĩnh Long thì mình thấy là mau lắm, xây rất là mau. Còn phía bên đường dẫn thì như thế nào, thì đây một đường dẫn đây thì mình thấy là đã xây nè, còn một trụ trống ở ngoài thôi ha, còn lại thì bắt đầu là đã có cái đường dẫn rồi đây. Đó, có cái đường dẫn dài xuống luôn. Đây là điểm đầu của cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ ha. Sau này đây là khi mà các bạn đi từ Sài Gòn về ha thì có thể là đi cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ này để đi thẳng về Cần Thơ luôn ha. Sau đó để đi về các tỉnh Sóc Trăng, Hậu Giang hay là Cà Mau đi cũng sẽ nhanh hơn và thuận tiện hơn ha. Chứ bây giờ cái tuyến quốc lộ 1A đã bắt đầu là đang kẹt xe quá tải rồi, nên là hy vọng là cầu Mỹ Thuận 2 thì sẽ sớm hoàn thành. Thì dự kiến là sẽ hoàn thành vào năm 2023 ha. Đây cái đường dẫn nè mọi người, đó rất là dài rồi ha, dài lắm, dài xuống tuốt ở dưới kia luôn rồi. Thì đây là địa phận của Tân Hòa của thành phố Vĩnh Long, phường Tân Hòa. Mình xem nè, đó cái đường dẫn nè, những cái trục, những cái trụ xa xa đó là những cái chỗ mà như là cái cọc khoan nhồi nữa mọi người, hình như là như vậy. Bắt đầu là thi công cái điểm đầu của cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ ha. Đây, đây, chỗ này là bờ Vĩnh Long nè. Còn bờ của Tiền Giang đây, thì hôm nay là ngày 3 tháng 4. Bên bờ của Tiền Giang thì mình thấy là đây cái chỗ mà cái trục này ha, cái trục dây văng này thì mình thấy là cũng xây giống như bên bờ của Vĩnh Long luôn, cũng cao bằng nhau luôn. Đó, thì phải nói là mình nể các anh kỹ sư luôn. Không biết thiết kế như thế nào, rồi tính toán như thế nào mà xong tiền. Là cái sông rất là lo, rất là lớn nè, cái sông Tiền mọi người xem nè, từ bờ bên này nè qua bờ bên này á là rất là lớn. Nhưng mà các anh kỹ sư thiết kế không biết làm sao mà xây được cái trụ, cái móng ở dưới mặt sông luôn. Phải nói là rất là nể mấy anh kỹ sư. Đây phía bên bờ của Tiền Giang nha các nhà, bên bờ của Vĩnh Long nha. Còn đây là chỗ mà cầu Mỹ Thuận 1 hiện tại là mình đang đứng. Đây là cầu Mỹ Thuận 1 nhìn xuống, đây là góc nhìn nhìn xuống ha. Đây rất là cao rồi. Này chỗ này là sau này là bắt dây văng ha, giống như cầu Mỹ Thuận 1 hiện tại. Rồi đi vô trong này thì mình thấy là cái trụ này thì chưa ha, chưa có bắt cái đà ngang nữa. Mình thấy là hai cái trụ lên thôi. Còn ở phía trong này thì đã bắt cái đà ngang rồi. Đây những cái trụ ở đây, những cái nhịp ở đây bắt đầu là bắt cái đà ngang rồi, nhưng mà chưa có đổ bê tông, chưa có cái đường đi. Chỉ có những cái đoạn ở bên trong này đó bắt đầu là đã xây được cái trụ bê tông, đã đổ cái tráng bê tông ở trên rồi. Còn phía bên đây là chỉ có những cái nhịp dẫn, những cái trụ thôi. Còn xa xa bên trong thì cũng còn thấy cát nè mọi người. Đó những cái chỗ mà cong cong quẹo quẹo đó là cái bờ cái đang coi như là sang lấp mặt bằng, giải phóng mặt bằng, nên là bây giờ bắt đầu mới đổ cát ở đây thôi. Đó
thì phía xa xa chút xíu nữa là mọi người sẽ thấy đó là cái chỗ mà nút giao, chỗ mà bà cũ hiện tại ha. Ủa, bà cũ hồi xưa, bến bà cũ. Mình quay lại cho mọi người xem, đó là cái chỗ mà xa xa nè. Đây cái chỗ này, cái chỗ gần gần cái trụ điện đó, mình mọi người thấy cũng có một cái đường dẫn, đó là ngay bến phà cũ ngày xưa ha. Bắt đầu là có cái chỗ mà cầu vượt ở đó rồi, đã đổ bê tông rồi, thì còn một đoạn cũng ngắn thôi. Thì tiến độ là xây tương đối luôn, là tương đối mau, nhưng mà chậm hơn bên bờ của Vĩnh Long nha. Đó cũng mừng lắm mọi người, trình độ của các anh kỹ sư, các anh công nhân bây giờ rất là tiên tiến, rất là tiến bộ, nên là xây cầu, bắt cầu, làm đường kia là phải nói là rất là ok. Thì cũng hy vọng là cầu Mỹ Thuận 2 sẽ sớm hoàn thành, đưa vào hoạt động để mà rút ngắn cái thời gian đi từ Sài Gòn về các tỉnh miền Tây và thúc đẩy về kinh tế, xã hội và tất cả mọi thứ luôn ở hai bên bờ của Vĩnh Long, Tiền Giang và đặc biệt là các tỉnh ở miền Tây Nam Bộ ha. Bây giờ hồi xưa đã đi phà ngang đây nè, chờ đợi rất là lâu, rồi muốn vận chuyển hàng hóa này kia thì cũng rất là lâu. Bây giờ bắt đầu là có cầu Mỹ Thuận 1 rồi, từ năm 2000 là bắt đầu là không có còn đi phà ở đây nữa. Rồi bà con của mình vận chuyển hàng hóa, rồi lưu thông hàng hóa, rồi hành khách, rồi nói chung là rất là thuận tiện. Nhưng mà bây giờ là tình trạng là kẹt xe nè, rồi quá tải nè, rồi xảy ra tình trạng là nhiều khi tai nạn giao thông nữa, do là cái tuyến đường đã quá tải để bị kẹt xe, nên là cầu Mỹ Thuận 2 này sẽ đóng vai trò rất là quan trọng khi mà hoàn thành. Còn đây là chỗ đường dẫn của cao tốc, sau này là sẽ đi thẳng về Cần Thơ luôn. Thì cái tuyến đường cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ là có cái lộ trình là 23 km ha, là trải qua Tân Hòa của Vĩnh Long nè, rồi Châu Thành của Đồng Tháp nè, rồi thị xã Bình Minh nữa cả nhà. Thì lộ trình là 23 km. Thì khi nào mà có dịp á, mình đi chỗ mà Bình Minh á, thì mình sẽ quay điểm đầu và điểm cuối cho mọi người xem. Đây là điểm đầu, còn hôm nào mình có đi Bình Minh Cần Thơ thì mình sẽ quay chỗ điểm cuối của cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ cho mọi người được biết ha. Thì hôm nay cũng ngày 3 tháng 4, thì cập nhật cho mọi người xem cái tình hình như vậy để mà cả nhà mình quan tâm về cái cầu Mỹ Thuận 2 này, quan tâm về những cái công trình ở miền Tây thì có thể là xem video của mình là biết được hôm nay là cầu Mỹ Thuận 2 đã hoàn thành tới đâu rồi ha. Đây là nhịp bên bờ của Vĩnh Long. Vĩnh Long nè, Tiền Giang nè. Đây trục chính Di Văn ha, cầu Mỹ Thuận 1 hiện tại là hợp tác với Australia, khánh thành vào năm 2000. Đây là phía bên bờ của Vĩnh Long nè, đi vô trung tâm ha. Thì cầu Mỹ Thuận 1 thì mình thấy là đây có hai cái làn đường ha, hai cái làn đường. Còn đây là cái lối đi dành cho xe và đi bộ, xe con đi bộ đây. Rồi sau khi mà cầu Mỹ Thuận 2 hoàn thành đưa vào hoạt động á, thì giai đoạn đầu thì 4 làn đường, thì tốc độ thiết kế là 80 km/h. Rồi sau khi mà hoàn thành rồi, tiến độ mà hoàn thành rồi thì tốc độ thiết kế là lên đến 100 km/h và 6 làn đường ha cả nhà. 6 làn đường lận. Nói chung là xây rất là mau ha, bên bờ của Vĩnh Long là xây nói chung là mau lắm. Khó là khó ở chỗ giữa sông thôi, chứ mình nghĩ là khi mà xây cái trụ giữa sông xong rồi thì bắt ra nữa ha, là sẽ mọi thứ nó sẽ dễ hơn một chút. Dạ. Ngày đêm luôn ha, làm việc các anh công nhân kỹ sư làm việc ngày đêm, máy móc hoạt động liên tục, xà lan cần cẩu ha, máy móc đủ thứ hết. Đó, thì đứng ở trên cầu Mỹ Thuận này thì nhìn xuống cận cảnh em quay cho mọi người xem, nhìn được hai bên bờ luôn đó, thì cũng mừng lắm mọi người. Dạ, cũng cảm ơn tất cả các cô chú anh chị rất là nhiều ha, để theo dõi video của mình nha. Thì mọi người đừng quên bấm nút đăng ký kênh để mà khi mà mình cập nhật quay những cái video mà về cầu Mỹ Thuận 2 á, thì mọi người có thể là xem được tất cả những video mới nhất trong kênh của mình nhé. Cảm ơn tất cả mọi người nhé, hẹn cả nhà một video tiếp theo.